Sau ánh nắng, Quang Hà gây sốc khi kể về ngân 98 và chuyện chia tay bạn gái. Chuyện tình tan vỡ của nam ca sĩ với bạn gái lâu năm và loạt hình ảnh tình tứ của Quang Hà với hot girl sexy ngân 98 là những chủ đề khiến người hâm mộ rầm rộ quan tâm trong thời gian gần đây. Những chia sẻ của anh mới đây trên báo về scandal với ngân 98 và chuyện tình ái khi chia tay bạn gái có lẽ khiến nhiều người sốc vì anh không hề đổ lỗi cho ai mà luôn đối mặt với sự thật và nhìn nhận vấn đề ở góc độ một cách thông minh rạch ròi. Câu chuyện chia tay bạn gái và scandal với ngân 98 khiến Quang Hà phải nhận gạch đá từ cư dân mạng. Quang Hà sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc tại Hà Nội, bố là nghệ sĩ chơi cello và sáng tác, chị gái chơi piano. Năm 2003, Quang Hà quyết định vào miền Nam sinh sống và lập nghiệp. Với ngoại hình trẻ trung, cuốn hút, phong cách sôi động và cộng thêm tài năng trời phú là giọng hát da diết trầm ấm, chuyên đặc trị những bản nhạc não tình, loại nhạc mà bất kỳ cô gái nào một lần nghe qua cũng bị quyến rũ. Quang Hà dần khẳng định tên tuổi của mình và đang chiếm được rất nhiều tình cảm của khán giả khắp cả nước. Mới đây, nam ca sĩ đã có những trải lòng của bản thân về những câu chuyện đời tư và sự nghiệp mà độc giả của báo đang quan tâm. Được biết, trong live show Trăm Năm Không Quên sắp tới, Quang Hà sẽ song ca cùng Lệ Quyên một vài bài hát mang phong cách bolero. Hà nghĩ sao khi Tùng Dương từng phát biểu, già trẻ lớn bé đắm đuối bolero đúng là thụt lùi. Hà không quan tâm những lời nhận xét của mọi người, Hà thấy Tùng Dương cũng có những điều nói đúng, nhưng mà bản thân Hà không thấy thuyết phục, bởi vì có thể Tùng Dương không thích dòng nhạc này, nhưng cũng không nên chê vì mỗi dòng nhạc đều có một đối tượng khán giả khác nhau. Mình nên tôn trọng sở thích của người khác, không nên áp đặt sở thích của mình cho người khác. Thời buổi này, sự lên ngôi của bolero đó là điều không ai có thể phủ nhận được, đó là giá trị nguồn gốc văn hóa mà mình nên tôn trọng. Quang Hà ngỡ nghĩ mình sẽ theo đuổi dòng nhạc bolero trong tương lai. Bolero đang thật sự rất lên ngôi, rất nhiều ca sĩ hát bolero có doanh thu cao và thăng tiến trong sự nghiệp. Nhưng nó không phải là sở trường của Hà, nếu chỉ đâm đầu hát theo trào lưu thì sẽ thành trò cười. Điều đó Hà chưa nghĩ tới, vì Hà nghĩ mình chưa phù hợp, Hà sẽ vẫn giữ sở trường của mình, đó là pop ballad và nhạc trẻ. Sau những hình ảnh trong MV Nhớ Làm Gì Một Người Như Anh, người hâm mộ từng sốc nặng với loạt ánh nóng mắt của ngân 98 với Quang Hà. Nhân mạng ném đá dữ dội sau kết hợp giữa Hà và hot girl sexy ngân 98 trong MV Nhớ Làm Gì Một Người Như Anh, bản thân Hà có thấy khó chịu về điều này. Trước khi làm MV với ngân 98, Hà thật sự không biết cô bé này là ai. Khi quay xong MV là úp ảnh lên Facebook, bỗng nhiên thấy có các bạn vào ném đá. Nhưng Hà không quan tâm vì ngân 98 đã hoàn thành trọn nhiệm vụ của một người diễn viên trong MV và đối nhân xử thế của cô ấy với đoàn quay phim rất chỉnh chu, nên Hà không có lý do gì để cảm thấy khó chịu. Quang Hà vừa chia tay với bạn gái được một thời gian thì MV Nhớ Làm Gì Một Người Như Anh được tung ra. Điều MV này có liên quan đến Hà hay muốn gửi gắm gì đến người yêu cũ? Ca khúc Nhớ Làm Gì Một Người Như Anh, hai năm trước Hà đã từng thể hiện và được khán giả ưu ái đón nhận nồng nhiệt. Vì vậy, việc chia tay với bạn gái gần đây không thể liên quan đến nội dung bài hát. Hà chọn ca khúc này làm MV vì đây là một cách làm mới ca khúc và nó sẽ được khán giả tiếp tục hào hức đón tiếp lần thứ hai. Hiện MV được rất nhiều người đón nhận và yêu thích. Ca khúc được xếp hạng ở những vị trí top là Hà vui rồi. Hiện tại Hà đã bắt đầu với mối tình nào chưa? Trong thời gian này cũng có vài mối quan hệ, nhưng để đến chính thức là mối tình thì ở thời điểm này Hà chưa có. Mẫu bạn gái của Hà là tuyết người như thế nào? Xinh đẹp, giỏi giang. Nói vậy thôi, Hà nghĩ cái gì đến nó sẽ đến, chứ Hà không có một quy chuẩn áp đặt vì mỗi người đều có vẻ đẹp riêng và thế mạnh riêng của mình. Live show Trăm Năm Không Quên vào ngày 23 tháng 9 đánh dấu hơn 17 năm hoạt động ca hát của Hà. Liệu Hà đã có những ủ mưu, dự định gì tặng cho người hâm mộ chưa? Kết hợp với Hoài Linh, Lệ Quyên, Quang Dũng, Đan Trường, Super Black, Hương Tràm, live show vừa có nhạc remix mang đến sự sôi động, những bài nhạc trẻ đã được khán giả yêu thích và đang xen những bản nhạc bolero ấm áp. Quang Hà hoàn toàn tin tưởng vào ekip và khả năng của mình sẽ mang đến một bữa tiệc âm nhạc mang đậm những dấu ấn riêng mà các live show trước chưa từng có. Chúc Quang Hà ngày càng thành công, cảm ơn anh về cuộc trò chuyện. Điều ít biết về người vợ bí ẩn của nhà báo Lại Văn Sâm. Mới đây, nhà báo Lại Văn Sâm bất ngờ tiết lộ một số chuyện thú vị về người phụ nữ của đời mình. Là một nhân vật quyền lực của làng truyền hình, đồng thời là một MC được đông đảo khán giả Việt Nam yêu mến. Nhưng Lại Văn Sâm lại khá kín tiếng trong cuộc sống riêng. Ngoài người con trai Lại Bắc Hải Đăng cùng công tác trong ngành, bà xã của MC quốc danh dường như chưa từng lộ diện. Cách đây ít lâu, trong một bài phỏng vấn với một đơn vị truyền thông, Lại Văn Sâm đã bất ngờ chia sẻ về người bạn đời bao năm nay anh giấu kín. Nhà báo Lại Văn Sâm lập gia đình và đón cậu quý tử Lại Bắc Hải Đăng chào đời trong khoảng thời gian du học tại Nga. Theo những thông tin, MC quốc danh từng tiết lộ với báo chí, vợ anh tên Hương là một người phụ nữ luôn chăm lo vun vén cho gia đình và đặc biệt cảm thông với công việc bận rộn của chồng. Nên duyên vợ chồng từ những ngày còn vật lộn bươn chải ở xứ người cho đến lúc Lại Văn Sâm đã trở thành một nhân vật có tiếng tăm trong giới truyền hình, bà xã luôn là người ở bên cạnh động viên và chia sẻ mọi buồn vui với anh.
Bây giờ 100% thời gian tôi có vợ bên cạnh, nhưng đừng nói cô ấy đi theo tôi. Cô nghe được là mắng đấy, tôi phải dỗ dành mời vật vã cô ấy mới đồng ý đi cùng, nhà báo Kỳ Cựu nói. Từ lúc nghỉ hưu, khối lượng công việc được giảm tải, Khải Văn Sâm mới có nhiều thời gian cho gia đình và bà xã. Anh có vợ đồng hành trong mọi hoạt động của cuộc sống như cùng đi ăn sáng, uống cà phê, cùng chơi với cháu nội. Thỉnh thoảng MC sinh năm 1957 đưa vợ đi theo trong các chuyến công tác xa nhà. Có một điều đặc biệt là trước nay, dù có bận rộn thế nào, Lại Văn Sâm cũng luôn dành thời gian về nhà dùng bữa cùng bà xã. Tôi chỉ ăn cơm vợ nấu ở nhà, còn người khác nấu tôi rất khó ăn, anh giải thích. Dù rất ít khi chia sẻ về người vợ của mình, nhưng mỗi lần nhắc đến vợ, Lại Văn Sâm đều không giấu được tình yêu và niềm tự hào dành cho người bạn đời. Bảo Thanh lên tiếng về nụ hôn gây tranh cãi sau lễ trao giải VTV Award. Bị cho là làm màu, thể hiện quá mức để được chú ý, Bảo Thanh thẳng thắn đáp trả dư luận. Trong lễ trao giải VTV Award 2017, tối ngày 7 tháng 9, Bảo Thanh của phim Sống Chung Với Mẹ Chồng vinh dự nhận giải nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất. Cô vượt qua nhiều đồng nghiệp xuất sắc như Nhã Phương, nghệ sĩ Kim Oanh để giành chiến thắng ở giải thưởng quan trọng. Niềm vui nhân đôi khi người chia sẻ hạnh phúc ấy với cô không ai khác là ông xã. Sau đêm trao giải, Bảo Thanh dành tặng ông xã nụ hôn ngọt ngào khi cả hai đi trên phố. Nói về giải thưởng đầu tiên tại giải VTV, đồng thời không ngại nhắc tới nụ hôn nơi công cộng, Bảo Thanh đã có những chia sẻ rất cởi mở. Lần đầu tiên nhận giải nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất, cảm xúc của chị ra sao? Tôi hạnh phúc lắm, giống như trẻ con khi háo hức làm một việc mà nó thích, cuối cùng lại được người lớn khen ngợi thì dĩ nhiên phải vui sướng rồi. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn rất hồi hộp, tôi không nghĩ trong bao nhiêu gương mặt hot đến như thế mà mình vẫn có thể có cơ hội được nhận giải thưởng này. Đây là một động lực to lớn mà khán giả đã dành tặng cho tôi. Có lẽ năm nay là một năm may mắn đối với tôi. Thực ra trong top 5, ai cũng là người xứng đáng, cũng đều có cơ hội như nhau để được giành giải thưởng này. May mắn đã nghiêng về mình nên qua đây, Bảo Thanh cũng xin gửi lời cảm ơn tới khán giả, những người hâm mộ đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ Bảo Thanh. Nghệ sĩ chúng tôi dốc hết ruột gan để cống hiến cho khán giả những vai diễn mà lại được đón nhận và yêu quý như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Người đầu tiên chị nghĩ tới khi nhận giải thưởng này là ai? Đó là gia đình tôi. Tình cảm dành cho ông xã của Bảo Thanh khiến nhiều người chú ý. Có người coi đó là chuyện bình thường, nhưng những người cho rằng chị thể hiện quá mức để được chú ý. Đặc biệt là mới đây, nhân mạng đã chia sẻ hình ảnh chị hôn ông xã trên phố sau khi ra về từ lễ trao giải VTV Award. Chị nghĩ sao về điều này? Chuyện tình cảm riêng tư của chúng tôi mà cũng thành chủ đề tranh cãi được ư? Tôi nghĩ một cái ôm, hôn hay chỉnh váy cho vợ là chuyện nhỏ mà bất cứ người chồng yêu vợ cũng có thể làm được. Tôi không phải loại người thích gây sự chú ý đến thế, chỉ là những hành động thường ngày của chúng tôi chẳng may lọt vào ống kính thôi mà. Có rất nhiều người đưa ra câu hỏi với tôi về chuyện đời tư, tôi trả lời thì bảo lại là khoe khoang, không trả lời thì kêu chảnh. Biết làm sao cho vừa lòng đây, mà vốn dĩ những chuyện tế nhị trong gia đình tôi chỉ muốn giữ cho riêng tôi. Ai không thích thì đó là việc của họ, tôi không quan tâm lắm. Ông xã đóng vai trò như thế nào trong sự nghiệp của chị? Anh Thắng là người đã đi cùng với tôi trong suốt thời gian làm nghề không hề ngắn. Anh luôn yêu thương và ở bên tôi dù đang ở bất cứ đâu. Có thể anh không lên báo, không xuất hiện trên truyền hình, sân khấu, nhưng lại là hậu phương, chỗ dựa vững chắc nhất để tôi có thể hết lòng với nghệ thuật. Anh Thắng luôn ủng hộ tôi làm nghề, đó là điều tôi rất trân trọng. Chúng tôi đã yêu nhau 8 năm và lấy nhau được 6 năm, nhưng tình cảm và cách anh đối xử với tôi vẫn luôn luôn như ngày đầu. Bí quyết giữa hạnh phúc gia đình với chị và ông xã là gì? Sống đơn giản và thẳng thắn với nhau, yêu thương và trân trọng nhau, thông cảm và chia sẻ tất cả mọi thứ, cùng nhau bù lấp những điều mà mỗi người còn thiếu và cùng vun đắp cho gia đình. Chị có thể chia sẻ kế hoạch sắp tới sau khi nhận giải thưởng nữ diễn viên truyền hình được yêu thích. Tôi chuẩn bị vào Sài Gòn để thực hiện một dự án phim mới sau phim Sống Chung Với Mẹ Chồng. Một Bảo Thanh trong Sống Chung Với Mẹ Chồng và một Bảo Thanh ngoài đời khác nhau như thế nào? Ngoài đời tôi là người sống chân thành, biết điều và luôn hết lòng với gia đình và bạn bè. Cuộc sống của chị có gì thay đổi sau thành công của hai bộ phim truyền hình Sống Chung Với Mẹ Chồng và Người Phán Xử? Sau khi hai bộ phim lên sóng, cuộc sống của tôi có chút xáo trộn. Tôi nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của khán giả dành cho mình. Về công việc cũng có thay đổi vì tôi bận hơn, đi làm nhiều hơn, ra đường cũng bị chú ý nhiều hơn. Vì khán giả quan tâm tới mình quá nhiều nên đôi khi hơi ngại, nhưng công việc nào hầu như cũng thuận lợi. Một diễn viên phải đi diễn xa nhà nhiều tháng không hề đơn giản, nhất là một người phụ nữ đã có gia đình. Chị xử lý ra sao khi sắp tới phải vào Nam quay phim? Tôi lên kế hoạch nghỉ đan xe nên ông xã sẽ bay ra vào thường xuyên. Nhiều người nói thu nhập chị tăng gấp 2-3 lần so với trước và giờ đã có con số tiền tỷ để mua được nhà mới. Chị nói sao về điều này? Cảm ơn mọi người đã nâng tôi lên tầm cao như thế. Nhưng mọi người lại quên rằng tôi đi làm kiếm tiền từ năm 2008. Vợ chồng tôi đã tích cóp nhiều năm mới có đủ tiền để mua nhà.
Mới đây chị chia sẻ về việc sắp dọn về nhà mới, lý do khiến chị và ông xã quyết định ra ở riêng. An cư thì lạc nghiệp, chúng tôi mua nhà mới rồi thì cứ ra ở riêng thôi, đó là ước mơ của chúng tôi từ lâu rồi. Với con cái, chị quan điểm cách dạy con như thế nào là tốt nhất, tạo mọi điều kiện để con học trường quốc tế có phải là sự lựa chọn của chị? Tôi không xính ngoại lắm nên vẫn để cho con học trường công. Nếu con là người cầu tiến ham học thì học ở đâu cũng sẽ giỏi. Còn nếu ngược lại thì trường quốc tế hay là du học thì cũng chỉ đến thế thôi. Tôi muốn để con tự do phát triển và khám phá. Chị và ông xã có ý định trong tương lai thêm thành viên mới trong gia đình hay không? Hiện tại thì chúng tôi chưa có ý định đó, có lẽ là vài năm nữa. Cảm ơn chị về những chia sẻ.